Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào anime game. Và hôm nay mình sẽ làm một clip là chơi Minecraft. Đây, Minecraft nha bạn. Thì ngày hôm qua mình đã có hướng dẫn tải về Minecraft cho bạn. Thì hôm nay mình sẽ vô. Thì bạn nào giải thích cho mình một điều là tại sao mình tải những cái thứ mà cái này về nó bạn. Skylock pe là ông các bạn. Thì mình vào chơi thì chơi không có được các bạn. Mình vào thì nó kêu ấn lỗi. Kết quả mình chơi không được luôn các bạn ạ. Khá buồn. Tại mình muốn làm nhiều video hơn cho bạn xem để cho bạn thích thú. Thì mình sẽ kiếm cách để mình tạo ra những cái server khác. Và mình sẽ chơi server đó cho bạn cho bạn xem, hoặc là Skylock, rồi trồng rau, hoặc là chế tạo của máy gì đó, vân vân và vân vân. Thì mình sẽ phá đảo cái con game này nha các bạn. Các bạn cứ tin mình đi. Đéo tin. Mình hứa mình sẽ phá đảo con game này. Không phá đảo được thôi. What the hell? Mình nói hơi tào lao chút xíu, các bạn xem thông cảm cho mình. Rồi đây nha các bạn. Hồi ngày hôm qua các bạn, thì mình có chơi mà mình may được cây cúp vàng. Cây cúp sắt đúng rồi các bạn, cây cúp sắt. Yeah, mình chế tạo cánh cửa sắt nữa để cho những mấy cái thằng dạng như là mấy người mà đi phá dân làng các bạn. Thì nói giờ mình sẽ cho để hình cho bạn xem là những thằng đó là thằng nào. Mày tự tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có súng đây nè. Thì nó chuyên gia đi phá dân làng đúng không bạn? Giờ mà thì mình chơi đã thành thạo lên nha các bạn. Thì mình dùng chiếc thuyền để mình may sao tụi nó giết mà tụi nó không thấy hai thằng dân làng này. Thì mình đã chơm hai thằng dân làng này vào cái nhà của mình. Thì mình chỉ cần đặt. Thì mình phát hiện một điều là cây búa của mình có thể đập ra được block luôn, cho dù nó block gì đi nữa. Đây mình sẽ cho bạn xem. Block lá đúng không bạn? Thì mình sẽ đập cho bạn xem. Đó. Đó. 4 thằng vàng luôn nha các bạn. Trời ơi, ghê chưa? Thì cái cúp bình thường. Thì đây là cái cúp enchant nha các bạn. Cái cúp mà cái búa enchant nha các bạn. Đây, thì mình sẽ đập cúp thường. Đó, thì nó sẽ không ra được gì hết. Thì mình sẽ ăn một xíu rồi. Ăn không được mày. Cục thịt mà sao ăn không được ta? Quá lại. Thì mình đã chế được cái lò này nha bạn. Lò nung sắt. Lò nung những cái thứ mà quặng mày. Thì mình cho nhân làng nó đang đẻ nha các bạn. Thì giờ mình sẽ gánh quét là dẫn dắt của duy trì dân làng. Trọng trách cực kỳ to lớn luôn nha các bạn, chứ không phải là trọng trách nhỏ đâu. Giờ chỉ còn cho dân làng đẻ thôi các bạn. Đẻ con. Rồi sau đó đẻ nữa. Rồi sau đó mình đi nhân giống nha. Nhân giống xong được nhiều các bạn. Thì mình sẽ cho dân làng dân làng ra ngoài nữa bạn. Đúng rồi, mình sẽ cho dân làng ra ngoài. Thì mình sẽ chế một cái mình sẽ chế lò mới nha bạn. Thì ngày hôm qua mình đấy có chơi và farm được khoảng tầm 3 máy sắt các bạn.
Thì hôm nay mình không biết làm gì nữa, mình quên mất rồi. Dễ. Bạn nào không biết chế tạo bóng gỗ đó thì bạn đây, các bạn đặt cái gỗ ra. Thấy không? Các bạn cầm cái búa lên. Các bạn nhấp một cái thôi mà nó ra gỗ đó. Khá là dễ các bạn. Còn trường hợp mà chết chân làng nha mày, thì mình sẽ đặt cái gì ta, block đất lại. Thì nếu như mà con zombie nó vào được á thì nó không giết được làng. Ui. Ai, ai. Ai. Còn nó vậy. Giờ mình đang cầm. Mình thèm mình tức cái cửa này ghê luôn này. Thì nếu như mình không có cửa đó thì mình sẽ chết dân làng như vậy. Tại vì có những người mà dạng như cứ khóc các bạn. Đây có những người mà cướp các bạn. Đây thì mình sẽ cho mình biết con này ăn được không. Thì mình đã có đổi khoảng tầm hai cái này như vậy. Đây. Và mình sẽ gán đi kiếm đắp xác. Ông này thì đang cầm cái gì ta? Mình hy vọng ổng đổ bánh mì, xá cái bánh mì các bạn. Khá là được. Vậy là mình sẽ đổ bánh mì nha các bạn. Tạm thời mình sẽ sinh sống vậy nha các bạn. Và sau đó mình đi mai. Và từ từ mình sẽ lên. Để coi. Mình lấy gì ta? Emerald đúng không? Thì mình sẽ chỉ cho bạn nhân giống nó ra sao. Thì đây. Vậy mình sẽ đổi ông dân liền mấy tầm vài cái bánh mì thôi mày. Rồi xong nha mày, thì mình sẽ đổi dưới đây ngoài gương cắt sáng nha mày, cắt ra. Rồi đây mình đã có ba ổ bánh mì thì mình dục cho dân liền nha mày. Đó, lấy đi. Ủa? Rồi, xong rồi nha mày. Bye bye. Để giúp cho các bạn. Rồi, sẽ giúp cho các bạn này. Ủa sao không được đây. Rồi, mình sẽ dục cho hai dân làng. Và wow, mấy bạn phải cần hai cái giường. Để mình dục cho hai người dân làng. Người đó đang đỏ lên thành trái tim. Thì nữa, lúc sau thì nó sẽ đẻ ra dân làng con. Bạn đợi một tí đi. Ừ. Có ra thằng nào chưa? Hai. Ủa chưa ra thằng nào luôn. Mình thấy gì sẽ sai với mày. Thì mấy bạn dục cho nó ba ổ bánh mì nha mày. Thì mình nói gì cho cụ thể hơn. Mấy bạn dục cho nó ba ổ bánh mì. Rồi dân làng kia cũng dục ba ổ bánh mì. Thì chắc ba dân làng đã được các bạn.
mà nó cả càng nhiều. Thì thanh niên thương buôn mà nó biết ở đâu các bạn. Mình hy vọng mình gặp thanh niên thương buôn nữa. Thì cuộc sống mình cứ an nhàn vậy thôi các bạn. Chơi Minecraft các bạn, cuộc sống an nhàn. Thì có một đợt, có một đợt nha các bạn, thì những tên cướp các bạn, những tên cướp các bạn, thì những người đó đã phá là phá hại làng các bạn. Thì kết quả là làng mình bị mất luôn các bạn. Giờ mình không biết những người kia ở đâu luôn. Thì mình sẽ qua anh được. Rồi. Mình đang ghét chị nhanh nha mày. Ai nhè, nó nổ cái băng. Mình chết luôn. Đèo tin. Đấy, mấy anh Gipper là nổ kinh lắm mày. Chứ phải nổ được chuyện đùa đâu. Mà đang gắn chạy thật nhanh luôn rồi. Ai nhìn nó cái băng cái mình mấy mầm của tỏi luôn. Thì cà gót này chỉ làm được giúp chúng ta là cà gót vàng thôi nha mày. Thì hồi đó giờ mình đi kiếm dân làng quá trời luôn, mình không gặp làng rồi. Mình cũng khá là buồn khi mà làng mình bị đánh mà còn là hai người, hai anh nông dân các bạn, mà hai anh dân nông dân á thì làm ruộng, mà cái ruộng thì ở xa làng, cũng khá là hên các bạn. Mình gặp hai anh đó rồi mình đi tìm mấy người kia, thì trong lúc mà mình đang đi mai các bạn, thì mình gặp khoảng tầm hình như là mình biết là mình bị ngôi làng mình bị đánh mày. Hình như là trong lúc mình đang đi mai các bạn, thì là ngôi làng mình bị đánh. Mình khá tức luôn nha các bạn. Thì mình sẽ chế tạo ra cổng Ender. Alo. Cổng gì ta? Cổng địa ngục đúng không? Thì câu chuyện của Minecraft thì nó khá là xàm xí một chút xíu. Thì mình sẽ bỏ vô cái kia, cái búa lại nha bạn, mình sẽ bỏ cái búa lại. Rồi xong rồi, thì mình sẽ bỏ cái búa lại. Rồi mình sẽ đi. Mình sẽ đi làm cái cánh cổng Ender. Thì mấy bạn chỉ cần một cái xô. Đây một cái, hai cái xô nha bạn. Và một bạn sẽ cần một cái xô lava và một cái xô nước. Thì mình chỉ cần một cái xô nước thôi là đủ làm luôn các bạn. Thì ở đây cũng mình chỉ có nước các bạn. Đây, ở đây có nước các bạn. Rồi, mình sẽ múc nước và một múc xô lava các bạn. Thì đây là cánh cổng Ender các bạn. Mà bị những mà người mà mình sẽ tạm thời người đó là người heo các bạn, người heo xâm chiếm. Thì những người heo xong chiếm các bạn. Thì những người heo xong chiếm. Anh trả solo qua lại cho em anh ơi. Hồi chiên không có thử các bạn. Toàn mình luôn rồi. Mình đang định làm là cái kia mà mình khá là ngu. Khi mình đổ nước nó khá là ngu luôn các bạn. Thay vì thào mình đổ mà vậy như là mình lắp đầy đi, thì một bên là qua một bên là nước. Thì thay vậy đi các bạn thì khá là ok. Mình khá là ngu khi mình đặt lên ở trên luôn. Và kết quả mình bị mất.
toàn bộ luôn. Thì mình sẽ về mình lấy cây búa mình đập được hay không, mình sẽ lấy cái búa các bạn, mình coi mình đập được không. Thì dân làng mình ngủm củ tỏi hết các bạn, còn chưa là hai thằng mình khá buồn. Thì Hani nó may không là mình đi tìm làng mới các bạn. Cái cỏ này hơi tức rồi đó các bạn. Ơi chán quá bạn à. Mình sẽ cầm xem cái búa này. Cái xô này cần làm gì nữa cho mình. Thì trong thời gian này mình sẽ đi mai luôn nha các bạn. Mai nên. Thì gương mình cũng khá là đầy nha các bạn. Mình sẽ lấy những cái vật dụng mà mình không cần. Để coi gỗ thì mình cần. Tí nó đi mình sẽ lấy gỗ. Và thời gian này mình sẽ đi mining nha mày. Là đi đào thì mình sẽ nói là tiếng Anh một chút xíu. Lâu lâu mình nhiễm tiếng Anh hơi nhiều. Rồi xong. Thì mình sẽ chế tạo ra hai cây cuốc nha mày. Cây sắt thì mình sẽ để nhà tay mình chế tạo ra được hai cây cuốc. Này những đồ vật gì không liên quan thì mình sẽ để nhà. Cái này vứt luôn rồi. Để mình coi mình thử chế tạo rồi cái sâu kẹt của mày. Đây, 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 đây. Không có được các bạn à, tại vì mình thấy người ta trên máy tính á thì người ta chế tạo số cá gì các bạn. Mà mình múc á thì múc không có được, mình khá cây cú. Rồi mình sẽ đi mai luôn nha các bạn. Gì? Gán kiếm nghề làm đi anh ơi. Nhớ gán kiếm nghề làm, hình như là cái đồ tạo nghề á mấy bạn. Thì mình nãy có con Gipper nổ á, hình như là cái nghề là của Nhật làng các bạn. Để coi mình sẽ làm gì. Ơ hết Emerald mà ta. À còn cái tên này tên khác. Rồi mình sẽ đổi cái kia nha các bạn. Thì Emerald các bạn đừng có cần. Tí nữa mấy bạn đào các bạn sẽ có nhiều emerald hơn. Đây mình sẽ bỏ những vật liệu gì ở nhà nữa mấy bạn. Rồi. Rồi như đây đủ lên đường nha mấy bạn. Siêu chết nha mấy bạn. Chứ hồi chết nữa là mình kia cứu mình đập máy luôn á. Thì lâu rồi mới chơi lại thì nó cũng chơi khá là ngáo nha. Chưa phải chơi khá là hay đâu. Chơi là mắt ngáo luôn. Đó. Thì bạn nhấn hai lần thì nó sẽ chạy nhanh hơn nha bạn. Rồi đây. Thì trong thời gian đó nó sẽ hao tốn cái thức ăn của mình. Rồi, ok mấy bạn. Bạn đi mấy bạn vừa nhảy á, thì nó cũng sẽ nhanh hơn một chút. Đây, cái búa vàng của mình. Mà không biết mình đập được không. Để bạn cứ chờ thôi, chừng nào đập xong thì mình sẽ xin cắt cái video chút xíu các bạn. Sau một hồi khi mình đập nạn thì mình để cái cấp này ở đây luôn, để cái búa này ở đây luôn nha các bạn. What the fuck? Thì mình đập khá là nạn thì mình khá là buồn. Đập mát nạn luôn các bạn à. Thì mình sẽ để cây gì ở đó luôn rồi chờ tối luôn các bạn.
Rồi mình sẽ không có cản trở việc đi máy vậy. À, sao mà không may nên nó nhiều không ta? Mà một cái chạy ra đường xa xa xôi. Đúng là tao nó không có ngu nào như ngu này rồi. Để mà sẽ tìm cái nhà để mình đi mining. Cái nhà đó không cho dân làng vô các bạn. Ô, con chó nó nghe gì? Mình như chó như mình thì sao vậy? Tại có con chó mà mình thu phục rồi các bạn. Mình quên nói các bạn biết là mình đã có thu phục một con chó. Thì các bạn cứ xương các bạn có xương á thì các bạn chạy lên nó, các bạn cho nó ăn. Bạn nào xui xui á thì bạn chắc phải được mười mấy cái xương á. Bạn nào mà giờ mình sẽ nói cụ thể hơn là bạn nào má xui á thì khoảng tầm mười mấy cây xương. À, bạn nào mát hơn á thì một cây xương thôi. Rồi bạn nào mà xui thôi, vừa xui thôi thì bạn đó chỉ cần 5 cây xương thôi. 5 hay 6 cây xương thì thôi. Thì mình sẽ đào ra cái lỗ này để mình đi mai nha bạn. Đây thì mình có chỉ có 8 cái đuốc thôi. Này mình sẽ chạy đi mình lấy than nữa. Oh, khu vực mình chó khá là nhiều luôn các bạn. Thì để coi các bạn mình. Thì mình sẽ làm gì nữa bây giờ ta? Mình quên mất rồi. Em mình không biết đâu hết rồi, ở đây. Rồi xong, mình sẽ đi tiếp nha mày. Thì mình phim mấy bạn là các bạn làm cái cấp mà dạng như là cái cấp sắt là được rồi các bạn. Búa thì chúng ta không có cần nhiều. Bạn chỉ cần một cây búa được rồi. Một cái búa sắt nha mày. Chứ bạn nào mà làm búa kim cương mà các bạn. Búa vàng nữa các bạn. Là xin chúc mừng bạn đó là bạn nó xóa game luôn. Nó khá là phế luôn nha bạn. À, coi. Mình sẽ đào xuống nha bạn. Thì mình sẽ xin cắt một chút xíu video. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Thì sau khi mình đào khá là nhiều các bạn, thì mình đã tới chờ tận bếp góc luôn nha các bạn. Thì đây là cái cục bếp góc nha các bạn. Sẽ đặt chỗ đây cho nó sáng hơn một chút xíu. Đây là cái cục bếp góc nha các bạn. Thì mình đào quá trời luôn. Đây mình không biết được bao nhiêu block nữa. Đây khá là nhiều block nha các bạn. Thì nãy mình có đào được một ít sắt. Thì nếu như các bạn mà cái thứ gì mà không đập được cái này luôn nha các bạn, mình thề luôn á. Bạn mà cài mod vô á thì các bạn đừng bao giờ nói với mình là ô anh ơi tại sao em đập được bát góc mà anh không đập được bát góc. Ờ các bạn cài mod vô mà mình đang chơi bình thường. Đây nha các bạn, đây là cái cục bát góc thì đập không bao giờ được. À, sẽ đặt cho các bạn xem không bao giờ được luôn. Thì mình sẽ kiếm cái tầng 11 các bạn. Ơ nó bị gì vậy các bạn? Nó bị gì vậy các bạn? Mình không biết nữa. Thì lâu lâu chắc nó bị một lần quá rồi. Đèo tin. Thì hôm nay mình sẽ quay cho hai tập cho các bạn xem. Quay hai tập là tập thứ hai các bạn.
dừng đã dừng Minecraft. Nó bị sao mày nè? Mà nó quay trở lại như mày thì sau khi mà mình sửa lỗi cái kèo ra điệu thì mình đã vào được các bạn. Thì nãy bạn có thể thấy là nó hiện lên nè. Đã dừng mai cờ gạt. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có súng đây nè. Thì tại sao mà mai gạt nó gọi là gì? Mai gạt. Gạt là nó hơi từ lâu một chút xíu. Mà Minecraft á thì là dạng như là gáp đồ rồi. Tiếng Anh thì dịch ra là chế tạo với mày. Gáp á bạn, gáp là chế tạo á. Thì mình nghĩ là cái tên dựa theo Minecraft thì tình thường thường á thì bên nước ngoài á thì người ta nói là cái bàn mà dạng như là Craft á, các bạn có thể biết là cái bàn Craft á. Thì mình không biết, lúc đầu thì mình không biết. Thì ảnh đặt ra thì mình mới gọi biết là tại sao, lý do thì sao mà tại sao mà Minecraft lại đặt Minecraft, thì là Minecraft thì nó sẽ gọi là Minecraft thì nó hơi tào lao chút xíu. Mày có thấy gì không? Nó trên đầu mình luôn. Không, mình thử 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng, 11 tầng. Rồi đây mình sẽ đào nha mày. Thì nãy giờ mình thấy gì bên kia nha mày? Nào mình sẽ chạy bên kia liền. Thì mình sẽ đi đào kim cương cho mày. Thì ra là cái hang của mày. Cái hang thì nó sẽ có những cái quặng như mày. Thì sẽ có những quặng siêu hiếm mà có những quặng cùi bắp. Thì như quặng sắt đây cũng cùi bắp mày. Nó cùi hơn vàng và kim cương. Sắt thì chỉ là được thôi. Chứ vậy nó không có ngon chứ. Ê! Hú hồn quá trời. Mày có thể nghe tiếng zombie nữa. Thì mình đã thấy sắt như vậy. Mày có thể thấy sáng sáng ở dưới không? Luli li lu luli. What's up man? Bập 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 bập. Xong. Thì nhờ cái lắc này mình cũng khá là hơn đấy mày. Tỷ lệ 1% thôi. Đã dừng Minecraft thì tỷ lệ 1% nó mới xuất hiện ra được cái hang này. Bạn nào mà coi tới đây và các bạn cũng chắc là fan cứng của mình luôn á. Mà nói thật các bạn, bạn nào mà coi tới đây là chắc fan cứng của mình luôn á. Ừ. Vậy là đi một vòng tròn à. Mình sẽ tạo ra nước vĩnh cửu các bạn. Rồi xong rồi. Thì mình sẽ đuốc lên đây thì đây nha các bạn. Mình đã có nước vĩnh cửu, củ vĩnh vĩnh cửu. Ở dưới đó hình như là cũng có đó các bạn. Có cái hang đó các bạn à.
tạm thời mình sẽ mang lên sắt trước. Mình đào xong ở trên đây đi mày. Thì đây nha mày. Ủa sao hết đuốc rồi? Mình sẽ chế tạo đuốc nha mày. Thì đuốc chế tạo cũng khá là dễ mày, chỉ cần than thôi. Đây bạn chế ra cây gậy. Bạn đặt nó cây cái than ở trên thì bạn đặt đuốc ở dưới thì sẽ ra thành đuốc. Đây. Ai. Cái đường nữa không chịu đi mà đi nhảy xuống dưới. Không tin được luôn mày. Thì mà sẽ chặn đường nước lại chút xíu mày. Đây thì mình đào khá là nhiều gạch thì mình sẽ chặn đường nước thôi. Mình thấy càng ngày mình cạn nó càng ngập thêm luôn các bạn. Xong. Ở dưới đây nước vẫn cũ luôn. Không tin được luôn các bạn ạ. Mình tưởng sao ai nhìn nước kính cũ luôn. Thì mình sẽ đào cái đường cho mình đi lên đúng không? Thì ở đây cũng chả có gì hay ho hết vậy. Thì mình nghe đồn là mình cũng khẳng định là ở gần lava thì nó sẽ có kim cương các bạn. Thì cái đó là hơi xui thôi bạn nha. Bạn hên thì bạn gặp lava, bạn hên thì bạn gặp kim cương. Bạn xui thì bạn không có gặp thôi. Tùy người nha bạn. Hên thì gặp, mà xui thì thôi, thì mình cũng khá là xui. Để coi mình sẽ bơi lên nha bạn. Lên, xong. Lên nha bạn. Thì hồi nãy mình thấy có cây hang nào đó ở dưới đây nữa mày. Mình sẽ đào ngọc lưu ly trước. Để coi mình dám xuống dưới không ta. Mình cũng hơi sợ sợ như vậy. Con dê vậy mày. Mình sẽ đặt gì cho nó dễ biết nha mày. Chỗ nào nhiều đuốc nhất là chỗ đó của mình. Thì mình sẽ đi quanh này trước. Thì chỗ đó mình biết là lava mày. Nó hơi to chút xíu. Cái hang này cũng khá là bự nha mày, chứ không phải dạng dừa đâu. Rồi mình sẽ thử đi xuống dưới nha mày. Xuống. Đây mình sẽ xuống hang lân cận trước, rồi sau đó mới xuống hang chùm cuối. Đây. Cái này mình không biết coi có. Thì mấy bạn nào mà muốn coi rõ hơn á, thì trong đó có gì thì các bạn cứ đào. Các bạn đặt cục đá thì các bạn đào xuống, thì các bạn nhảy xuống lỗ. Các bạn khùng xuống thì các bạn có thể thấy là ở chỗ đó còn lỗ, nhưng mà chỉ có một lỗ đó bạn. Ừ lại nữa. Sau khi mình bị trục chặt thì mình xin kết thúc video tại đây. Mấy bạn thấy hay, mấy bạn nhớ like và đăng ký kênh. Bye mấy bạn.